Xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã đến với clip của mình. Hôm nay thì mình có dịp đi mua cá ngăn lông nha mọi người. Thì mình ra tiệm bớt gồng thì mình gặp mem quyết lông này quá là đẹp luôn. Thì quyết định hôm nay mình sẽ quay toàn cảnh cá trong tiệm này cho mọi người xem nha mọi người. Mọi người cùng theo clip mình nha. Mình đã tới tiệm cá gồng Cạch Giá nha mọi người. Đó. Địa chỉ là 1184 Nguyễn Trung Trực. Đó, đây tiệm cá gồng khá là đẹp. Thì trước tiệm thì có bán vét nha mọi người. Đó. Đây gói em cá huyết long màu đỏ. Chân trước tiệm này con này thì khỏi nói thì quá là đẹp rồi. Mấy em sam nè, mấy em sam này cũng giá cả chục triệu cho lên một con mọi người. Đó. Nó còn mấy em cá khác nữa nè, mình cá là giá cũng cả triệu à, mấy triệu à. Thế còn đó thì mình cũng không gành tên, chứ mình không gành giá nha. Mình chỉ biết mấy em sam mà có chục triệu nè, còn em quyết long này thì giá nó từ dao động là mấy chục triệu trở lên đó mọi người. Cá trả bằng cá chế thắt, có khi là hơi chế thắt đó. Mấy em cá này cũng rất là giá trị rất là cao. Tiệm này chiên cá gồng thì rất là nhiều loại cá gồng đẹp nha mọi người. À, đây thì có mấy em cái ngăn lông nữa. Mình vô tiệm thì mình hôm nay mình đi mua ngăn lông. Mấy em cá huyết lông quá là đẹp luôn. Ở đây có con cấu xương hoàng đế size to đó nè. Quyết long rất là đẹp, thì mình không có rõ tên gành tên mấy em này, mình chỉ biết em là quyết long hay là bói gì thôi. Đó. Em cá này thì giá trị cao lắm mọi người à. Từ vài triệu đến mấy chục vài chục triệu. Đây là mấy em cá ngăn lông sọt nè, cũng giá cũng từ tiền triệu không đó. Size to nữa. Đó. Tiệm cá gồng này của cá gồng Gạch Giá nha, rất là đẹp. Chiên cá gồng luôn nè. Đó, đây có em quyết lông đỏ. Quyết lông đỏ thì chân trước tiền thì em này thì quá là VIP rồi, rất là đẹp rồi. Em này chắc là tiền chục triệu mới dám đụng vào, quá là đẹp luôn. Mấy em này thì nuôi chung với mấy em Sam. Mấy em Sam thì cũng tiền chục ngoài triệu cho lên đó mọi người. Đó, chủ tiệm của chiếc xì bò luôn, rất là xịn luôn. Đây là cá tay từ châu Phi, mình cũng có nuôi nè. Đó, tay từ châu Phi. Đây có em ngăn lông size 70 mấy. Tại từ châu Phi nữa nè anh em. Đây có em quyết lông cũng màu ánh đỏ nè, là rất là đẹp. Mấy em này thì khỏi nói khỏi bàn thì độ đẹp của mấy em rồi. Có tiền chơi mấy em này xứng đáng luôn, rất là đẹp. Đó. Động vô thì cũng từ mấy triệu tới mấy chục triệu, mấy chục ngoài triệu, hai ba chục triệu đó anh em. Mấy em củ sơn hoàng đế cũng cao nữa. Củ sơn hoàng đế đây có nuôi chung cá hổ phải không ta? Cá hổ cũng là tiền triệu quá mọi người.
cũng nhiều loại cá hổ, có loại mấy trăm ngàn, loại mấy triệu. Cá này thì mình mới gặp lần đầu nè. Mọi người biết cá gì mọi người comment cho mình biết với em mọi người, mình không biết là cá gì luôn. Đây mình biết anh này cá hổ nè. Ở đây là mấy em ngăn lông sọt. Mấy em này thì cũng giá cũng từ mấy triệu lên không. Hôm nay mình mua em ngăn lông này đây anh em, mà người ta đang bắt nè. Size 60 nha. Rất là to. Em này chưa chịu vô bọc nữa. Đó, cái bên này cũng có huyết long. Đó, huyết long thì nó đẹp hơn này. Huyết long thì nó rất là đẹp. Đó, mọi người xem. Mình không chuyên về mấy loại cá này cho lắm, mình cũng mới có tập chơi mọi người. Huyết long rất là đẹp. Ngăn lông. Đây cũng có mấy em cá gì cũng lạ lạ lắm. Có cổ trùng hoàng đế thì đòi mình biết. Nó có em cá này, cá gì mình, cá heo nước ngọt hả, mình không biết, mình không rõ tên đó. Em quyết long này nè, quyết long này rất là đẹp, người xem nè. Thì bên này là cá gồng Kiên Giang nha mấy anh em, cá gồng ở Kiên Giang gạch giá, chắc cá gồng gạch giá hay cá gồng Kiên Giang ta, cá gồng gạch giá gì đúng rồi, cá gồng gạch giá, bản hiệu mình quên tên mất tiêu à. Ngon em huyết long đẹp mọi người. Này em bói theo huyết long thì mình có không gành. Em này quá là đẹp. Tìm rất là nhiều cá rồng. Có ngăn lông amino nữa nè. Ngăn lông sọt. Đẹp quá. Huyết long. Có nhiều cá kỹ. Em nào ra đây có gì ở Gạch Giá thì ra tìm cá rồng mà Gạch Giá thì mua nha mọi người. Cá rất là đẹp. Con này cũng loại không? Cho mọi người xem. Đó, em này huyết long nó rất là đẹp, tuyệt vời luôn. Ồ, cá nhìn mê chết luôn, em nào vô tiệm này nhìn cá mê luôn á, quá nhiều cá đẹp. Rồi, em đẹp nhất là cái em này nè, vừa to size to mà đỏ tới chỗ nó đẹp. Cá này coi có con cá này trong nhà chắc ngắm tối ngày luôn á, đẹp quá vậy đẹp. Đây thì có cuộc sinh mệnh đế nhỏ, cái nhỏ hiện con 150 hay gì à? Đó, đây từ châu Phi. Em này cụ rồi, size 70 rất là to, già luôn đó anh em.